Đây là Công Phượng, nhân vật mà đã được nhận được quan tâm của giới truyền thông ngày hôm qua. Và bây giờ thì anh đã được Tiến Linh phát cổ lương kèm cặp rất kỹ lưỡng ở trên sân. Tiến Linh đang nằm e ấp ngay bên cạnh dưới đùi của Công Phượng. Cả hai là những tiền đạo đã được xem là song sắt của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup vừa rồi. Tuy nhiên khi mà bước vào AF Cup thì Tiến Linh và Công Phượng vẫn chưa thể đá cặp cùng nhau. Do Văn Đức, cầu thủ mà chúng ta đang theo dõi đây, đang là cầu thủ đá cặp với Công Phượng trên hàng tấn công trong những trận đấu mà chúng ta gặp Lào, Campuchia, gặp Lào, Malaysia hay là Indonesia. Hoàng Đức, cầu thủ có thể xem là phát hiện mới của đội Park Sơ, vẫn đang có những trận đấu tốt ở AF Cup và hy vọng rằng là trong trận đấu với Campuchia, Hoàng Đức có thể sẽ được vào sân trong một khoảng thời gian nhất định và sớm tỏa sáng trước khi anh phải nhường chỗ cho những cầu thủ dự bị để giữ sức cho các trận đấu ở vòng bán kết. Nhóm cầu thủ đá chính như là Hùng Duy, Quang Hải, Nguyên Mạnh hay là Bùi Tiến Dũng thì không chịu ngồi yên. Họ bắt đầu chạy bộ xung quanh đường sân. Một ngày sau khi đội tuyển Việt Nam có trận hòa 0-0 trước Indonesia khá đáng tiếc, thì vào lúc 5 giờ chiều nay theo giờ Singapore, tương đương với 4 giờ chiều theo giờ Việt Nam, các cầu thủ lại tiếp tục bước ra sân tập luyện. Hình ảnh chúng ta đang theo dõi là Nguyễn Công Phượng, cầu thủ đã bị đau trong trận đấu với Indonesia và phải rời sân ngay sau hiệp 1. Rất may, theo thông tin Huấn Park Hang Seo thông báo, thì Công Phượng chỉ bị đau ở phần mềm và anh hoàn toàn đủ khả năng thi đấu trong trận đấu với Campuchia vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Công Phượng cũng đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam trong AFF Cup 2020. Anh đã có 2 bàn thắng trong trận đấu với Lào và Malaysia. Rất đáng tiếc, trong trận đấu với Indonesia, Công Phượng chưa thể ghi được bàn thắng. Trong buổi tập ngày hôm nay, đội tuyển Việt Nam chia làm 2 nhóm. Nhóm các cầu thủ U23 và những cầu thủ dự bị ít được thi đấu hoặc không thi đấu trong trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia được tập luyện với cường độ nhiều hơn. Chúng ta nhìn thấy trên hình ảnh có Duy Mạnh, có Đức Huy, có Thanh Thịnh, có những cầu thủ U23. Họ là những cầu thủ sẽ được trợ lý Lee Young-jin của Park Hang-seo hướng dẫn tập luyện. Còn các cầu thủ đá chính như Quang Hải, Tuấn Anh thì thả lỏng trong một trò chơi khá là thú vị trên bóng bàn. Các cầu thủ sẽ phải sử dụng chân để đá qua cái lưới được gọi là bảng điện tử. Quang Hải và Tuấn Anh là những trụ cột của đội tuyển Việt Nam ở khu vực tuyến giữa. Và ngày hôm qua thì họ là những cầu thủ bị Indonesia chăm sóc nhiều nhất. Bản thân Quang Hải đã bị tới 3 lần trong hiệp 1. Bị đối phương liên tục vào bóng triệt hạ. Một lần thì là vào bóng bằng gầm giày, lần thứ hai là thúc cùi trỏ vào gáy và lần thứ ba là vào bóng bằng ngay xương chậu, khiến cho Quang Hải phải nằm sân khá nhiều lần trong hiệp 1 trận đấu. Rất may là Quang Hải lẫn Tuấn Anh đều không gặp chấn thương sau những pha màn bóng đá như võ của cầu thủ Indonesia. Phía xa xa chúng ta đang là những cầu thủ thuộc nhóm đội hình chính của đội tuyển Việt Nam. Họ được tạo điều kiện thả lỏng trong ngày hôm nay và không phải tập luyện chuyến thuật hay chuyên môn cùng với Park Hang-seo. Ông Park đã quyết định cho đội hình chính của tuyển Việt Nam được thả lỏng hoàn toàn, bởi vì từ nay cho đến trận đấu với Campuchia, đội tuyển Việt Nam còn ít nhất 3 buổi tập nữa, tức là vào ngày 16 hôm nay, 17 và 18 trước khi bước vào trận đấu với Campuchia, trận đấu cuối cùng của vòng bảng vào ngày 19 tháng 12. Đối thủ Campuchia là một đội bóng không thật sự quá mạnh ở khả năng phòng ngự, mặc dù họ đã có nhiều sự cải tiến và tiến bộ trong khả năng tấn công. Tuy nhiên so với trình độ của đội tuyển Việt Nam, Campuchia vẫn lép về hơn. Và theo những phân tích về cục diện, đội tuyển Việt Nam chỉ cần hòa trước Campuchia là chắc chắn sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Nếu như thắng Campuchia và Indonesia không thể thắng được Malaysia, hoặc Indonesia thắng Malaysia với một khoảng cách tỷ số thấp hơn so với Việt Nam thắng Campuchia, thì chắc chắn là đội tuyển Việt Nam thậm chí còn đứng ở ngôi nhất bảng. Điều quan trọng là chúng ta sẽ gặp đội bóng nào ở vòng bán kết. Singapore hay Thái Lan đã chắc chắn xuất vào vòng bán kết ở bảng A. Đây là nhóm cầu thủ đang thả lỏng, nhóm cầu thủ đá chính. Chúng ta thấy Hoàng Đức đang ngồi một góc, sau có Tiến Văn Đức làm dáng. Ôi, Thành Trung khép cái dáng vào, Thành Trung ơi. Đây là Công Phượng, nhân vật mà đã được nhận được quan tâm của giới truyền thông ngày hôm qua. Và bây giờ thì anh đã được Tiến Linh phát cổ lương kèm cặp rất kỹ lưỡng ở trên sân. Tiến Linh đang nằm e ấp ngay bên cạnh dưới đùi của Công Phượng. Cả hai là những tiền đạo đã được xem là song sắt của đội tuyển Việt Nam trong các trận đấu ở vòng loại thứ 3 World Cup vừa rồi. Tuy nhiên khi mà bước vào AF Cup thì Tiến Linh và Công Phượng vẫn chưa thể đá cặp cùng nhau. Do Văn Đức, cầu thủ mà chúng ta đang theo dõi đây, đang là cầu thủ đá cặp với Công Phượng trên hàng tấn công trong những trận đấu mà chúng ta gặp Lào, Malaysia hay là Indonesia. Hoàng Đức, cầu thủ có thể xem là phát hiện mới của đội Park Hang Seo, vẫn đang có những trận đấu tốt ở AF Cup
và hy vọng rằng là trong trận đấu với Campuchia, Hoàng Đức có thể sẽ được vào sân trong một khoảng thời gian nhất định và sớm tỏa sáng trước khi anh phải nhường chỗ cho những cầu thủ dự bị để giữ sức cho các trận đấu ở vòng bán kết. Nhóm cầu thủ đá chính như là Hồng Duy, Quang Hải, Nguyên Mạnh hay là Bùi Tiến Dũng thì không chịu ngồi yên. Họ bắt đầu chạy bộ xung quanh đường sân để có thể làm nóng mình. Trò chơi mà họ thấy rằng là Tuấn Anh và Quang Hải chơi rất là vui nên đã tham gia vào đá đánh đôi luôn. Nguyên Mạnh là một trong những thủ môn chơi chân rất là tốt. Nguyên Mạnh trước kia xuất phát điểm là một tiền đạo cho nên là anh rất giỏi trong kỹ năng dùng chân để chơi bóng. Nguyên Mạnh đã bắt cặp với cả Tuấn Anh, trong khi đó phía bên kia chiến tuyến, Hồng Duy và Quang Hải đang là một đội.